Xin chào quý vị và các bạn, hiện mình đang có mặt là tại những cái công đất mình mướn đang làm nghề quý vị. Bây giờ hiện giờ là mấy anh với mấy chú là bắt đầu là tiếp tục làm đất. Đó là bây giờ là mình sẽ xới lên. Còn đây là cái phần nghệ giống của mình nha quý vị và các bạn. Đó. Đã đem sẵn ra hết rồi. Bây giờ giống nó mọc lên mụn vậy nghe quý vị. Bắt đầu là mấy chú làm là chuẩn bị là ngày mai mình sẽ xuống giống. Thì hôm nay thì cái công tác đầu tiên của mình là mình xới rồi mình sửa đất cho nó ok, sửa đất cho nó theo đường theo lép á quý vị, để mình làm nó dễ hơn. Đây là cái máy bắt lép nè quý vị, mình sẽ khiêng qua để mình bắt lép. Thì hôm đó trời mưa nghe quý vị, mưa nó ngập luôn miếng đất này luôn. Là nó ngập như là mấy miếng đất bên kia đó, như cái biển vậy luôn nè. Rồi thành ra là có một số ốc vô vàng nó bò lên. Mình thấy ảnh sớ là móc lên là rất là nhiều ốc. Bây giờ mình với con cháu sẽ cùng đi bắt ốc nè quý vị. Đây có một mớ ốc này nè. Bây giờ đất này mình đổ cho, bây giờ đất nó rất là xốp nha quý vị và các bạn. À, mình thì cái khâu làm đất này thì quý vị thấy nó cũng rất là khổ, phải xới đi xới lại luôn rất là nhiều lần nha quý vị, năm sáu tác á nó mới được như vậy. Đây là cái số gom đang chuẩn bị đang tủ, mà hiện giờ đó thì hồi lúc nãy anh móc lên vậy thì mình thấy có một số ốc nha quý vị. Đây một số ốc cũng nhiều ở đây lắm. À, như có ốc nè bên. Nè. Đang con thấy gì nè con? Lượm ơi, thấy lượm ơi. Nó một con nha quý vị. Nó tất nhiên là đất cày á, mình cày mình xới lên rồi nó sẽ có ốc, nó sẽ nổi đầu lên. Bây giờ mấy chú đã móc đất lên rồi, móc đất sâu lên rồi. Ốc nó sẽ nổi lên. Bây giờ hai chú cháu mình sẽ hôm nay sẽ đi kiếm kiếm ốc nha quý vị. Thì hôm nay mình có dắt theo một thằng cháu tên là thằng Bin. Tên Bin phải không? Rồi hai chú cháu mình sẽ bắt ốc rồi sẽ nướng luôn nha quý vị. Mình xới lên rồi ốc nó sẽ nổi lên. Ồ đang con nữa là bên ơi. Ừ.
thấy không, đất nó nằm ở trong đất, đất cày này quý vị, mình không biết nó mập hay ốm nhưng mà nó là ốc đúng luôn. Mà ốc này là ốc bu vàng chứ không phải là ốc đá mình nha. Ốc bu vàng thì nó có cái lỗ này nó sâu, còn con ốc đá với con ốc lát thì nó không có cái lỗ sâu vậy nha quý vị. Đây bây giờ hai chú cháu mình sẽ tiếp tục đi kiếm ốc. Đây đây con nữa nè bên ơi. Đây nè, đây nè, đây à, nó được con nữa nha quý vị. Giờ hai chú cháu mình kiếm bậy nó chục con, mà ốc này bằng chục con nướng là ăn là no đê luôn đó quý vị ơi. Đi kiếm con dài dài lẳng lẳng là có đó. Trong cái vùng đất này lên là sẽ có ốc. Cũng khá khá nhiều nha quý vị. Bắt. Ồ đang con nữa nè, bên bên bên, đang con này con. Nó, thấy không? Phải không coi coi, sống hay chết? Sống không? Nó có một số ốc nó bị ấy nè quý vị. Bây giờ hai chú cháu mình sẽ đi kiếm ốc. Nữa hả? Ồ nhiều thế, đâu bắt được nữa hả? Hai con luôn hả? Ồ trong đất cày này cũng có nhiều ốc lắm, bởi vì mình bắt mới rồi mình nướng. Ồ hình như là đó còn nữa đó. Đây còn nữa nè quý vị ơi. Đang con nữa nè. Đang con nữa nè. Báo đưa chú coi coi. Đây bây giờ là nó bắt là nãy giờ là cũng được mớ đó nghe quý vị, cũng cả chục con á. Thấy không? Cả chục con ốc á. Đã không? Ốc mình nó trong đất cày đã lắm. Ô đang con nữa nè, đang con nữa. Hai con rồi hả? Ba con rồi. Rồi giờ nắng mình kiếm thôi. Có không? Đây đây đó. Có con nữa kìa. Quá đã. Đó nữa hay gì đó bên. Nó đứng lên. À. Sống không? Sống không? Ôi chứ dọn con nữa kìa. Ồ đang con nữa. Bự quá. Quá đã quý vị ơi. Nó mở mày mở miệng ra đó. Đâu. Ồ. Đã rồi. Con lý rồi ha. Đủ nướng chưa? Đủ rồi. Đủ nướng rồi hả? Đón con nữa hay gì bên? Nó con nó con bự hay gì đó.
Thì mình sớ, mình cài sâu lên như vậy đó quý vị, mình móc nó lên, rồi con ốc ở dưới đất nó sẽ bị mình lôi nó lên, cho nên là mình lụm có. Nó đi dài dài vô kiếm nữa, có hả? Đâu? Đồ đã dữ ta. Dính luôn hả? Rồi rồi. Con ốc khô queo à. Đi dài dài vô mình kiếm rồi. Nhiều quá luôn các bạn ơi. Nhiều quá luôn hả? Con ốc và bọc áo luôn đi. Rồi mình sẽ kiếm dài dài vô coi có nữa không. Cái gì vậy? Kiếm ốc. Ủa, nè. Ủa, ốc bự. Ốc bự không ấy chứ có đã chứ. Rồi mình kiếm dài dài vô coi còn được con nào nữa không. Bây giờ mình sẽ đi qua tiếp clip kế bên mình bắt coi có không nha. Đang nhỏ nó đang đi cây cầu. Ôi, qua luôn. Kiếm dài dài ra đi. Kiếm luôn. Không được chạy con. Có không? Có không? Có à? Bự luôn hả? Đạp dưới chân không biết đất dở lên. Đạp dưới chân không biết luôn phải không? Bự nè. Bự nữa hả? Ồ. Cái chỗ nào nó có cái nó dồn lỡ có 2-3 con nha quý vị. Ồ. Mình kiếm đất, kiếm ốc theo đất cài. Rồi con đi qua cái cây đó, mình đi qua bên kia mình nướng luôn con. Nè, đi qua cái cây đó được không? Chắc không. Không thì đảo lại đi đường cái cây đó đi.
Bây giờ sẽ qua lép mới nè quý vị. Lép mới có con ốc nào không? Đây nè quý vị ơi, đây được con nè. Nó con ốc này nó tắt cát không à, nó đang mông luôn à. Một con. Ồ, đây thêm con nữa Bin ơi. Nó giờ này bắt đầu nó chảy nước ra nè quý vị. Không sớm nó lên nắng hờ cái nó chảy nước ra. Còn nữa là hai con, ống là bự không. Bây giờ hai cậu cháu mình sẽ nướng tại chỗ này luôn nha. Rồi bây giờ hai cậu cháu mình sẽ đi nướng. À, nãy giờ là hai cậu cháu bắt được bao nhiêu ốc này nha quý vị. Coi, bắt được nhiêu đâu? Nè. Phình bụng ra rồi. Đã nha, phình bụng ra rồi. Ồ, bắt được nhiêu ốc cái cài. Nếu như mà hai cậu cháu mình mà chịu bắt nữa là một hồi là ở đây là một cống luôn nha quý vị. À, bây giờ mình hai cậu cháu mình sẽ vô mình sẽ nướng. Bây giờ mình sẽ giá cục rơm lại, bắt đầu mình chuẩn bị mình nướng nóc nè quý vị. Có rơm sẵn luôn, mình sẽ nướng luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cục rơm này, mình xin ông mời cục rơm này nhỏ này mình sẽ nướng mấy con ốc của cháu mình, mình với cháu mình mới bắt nha quý vị. Đây, ốc đâu, ốc đâu? Ốc đây. Ốc đây thì để đây. Xuống rồi. Xuống rồi, để xuống rồi. Qua cái máy. Qua coi cái máy rồi mình xuống rồi, mình xuống nè. Xuống rồi, xuống rồi. Rồi. Rồi bây giờ hai chú cháu nãy giờ bắt cũng có trên chục con ốc nè quý khán giả. Nó đây. Hai chú cháu sẽ nướng tại đây luôn. Bự có, nhỏ có. Lộn xộn sao bằng. Ốc bu vàng ở quê mình bây giờ thì nó dữ lắm quý vị ơi. Mà ốc bự thì ít, bị lớn cả bị lớn không à. À bây giờ hai chú cháu sẽ nướng những con ốc này. Nó nãy giờ thì hai chú cháu bắt được nhiều ốc đó. Đây ha, nãy giờ bắt được nhiêu ốc, bây giờ nướng luôn ha Ben. Dạ. Nướng luôn, bây giờ hai cậu cháu sẽ nướng luôn. Giờ chạy lại đàn ông rồi mượn cái quạt nó được. Hôm này mấy bữa mưa, mấy bữa trời mưa quý vị nó ngập rồi thành ra nó hơi ướt. Với hai cái ốc này mình nướng nó cũng mau mau chín lắm, nó nhạy lửa lắm. Bây giờ mình sẽ đi ra ông Mười nha quý vị, mình mượn ông Mười cái hộp quạt để mình nướng số ốc hai cậu cháu mình mới bắt được. Đi ở ngoài vô mà lụm được thêm một hai con ốc nữa nha quý vị. Để vô nướng luôn. Nhưng mà ông mời cái hộp quạt được rồi đó.
Bây giờ mình sẽ châm lửa. Đây là ông Mười đang móc đất nha quý vị. Ông móc đất còn mình thì mình mới móc. Bây giờ con cáo mình nó hút gom nó để vô tiếp mình nha quý vị. Có trời mưa nó hơi ướt cái gì cho nên nó hơi bị khối. Để mình kiếm cái cây tiếp đó. Con ốc là nó nhát lửa nó mau chín lắm nghe quý vị. Rồi mình kêu nhỏ chạy vô nhà lấy một miếng muối với một miếng chanh. Cái này là ngon quá ngon rồi. Cái lấy cây dao ra. Cái này nặng chanh vô là còn gì đã bằng, thượng sách luôn. Ốc mà mình bắt tại chỗ này nó sạch bon rồi quý vị. Sao mà con ốc á mà nó nằm ở dưới đất á, mình nướng nó không có bị dơ. Nướng nó không có đất như là con ốc là nó đang đi ăn rong. Bởi vì nó sạch lắm. Nặng chanh vô, chua muốn thèm luôn nè. Nó đã lắm. Chua quá chua. Đâu quá đâu. Con ốc thì nó nhát lửa, nó mau chín lắm nè quý vị. Cho nên là như vậy là nó đã chín rồi đó. Hai cậu cháu mình cui ra là sẽ thưởng thức. Nghe chưa Bin, nghe chưa? Rồi. Nghe không? Đây bây giờ mình sẽ khui ra nghe quý vị. Nó trời
ơi, vậy mà nó muốn khét luôn rồi quý vị ơi. Chết bà không. Ui nó muốn khét luôn rồi. Ui còn mấy ngốc bự mấy ngốc nhỏ muốn khét hết rồi. Nó đây là cái sản phẩm của hai cậu cháu mình nghe quý vị. Đây là cái sản phẩm của hai cậu cháu mình nha quý vị. Ý là mình nướng mau vậy mà mới đây mà nó còn muốn khét trơn rồi nè. Nó con ốc chà bả luôn nè, ngon lắm quý vị ơi. Đây là cái bọc muối với miếng chanh ớt. Nó đây là cái tâm mình mà mới lấy mình chốt luôn. Đây là con ốc bự nha. Nó u ốc này nó mập à. ốc màu vàng nha quý vị. Nè nó có trứng nè. Nướng luôn cậu cháu mình nướng quốc luôn. Nướng bây giờ mình nướng nó hơi bị khét chút đỉnh nè. Nó nằm sâu ở dưới đất lâu quá hay gì mà bây giờ nó hơi ấm quý vị ơi. Nè. Thử miếng nha. Bây giờ là mình bỏ cái trứng nó ra. Đây mình bỏ cái trứng. Trời đã. Ngon dữ trời. Đồ bò bằng ốc đã thiệt. Quá ngon. Đã mấy nữa, có nước luôn nè quý vị. Nghe không, có nước luôn nè. Đã quá đã. Một miếng nữa nha. Nó ra luôn nè. Bỏ cái trứng ha. Quá ngọt à. Ngon quá ngon à. Giờ mình sẽ quá đã. Bây giờ mình sẽ sửa cái máy lại hai cậu cháu mình ăn nha quý vị. Đứng rồi. Bây giờ là nó ngon quá ngon quý vị à. Đã không? Dạ. À con ốc này đây. Lột ngoài ra. Nướng nó, mình nướng nó hơi chín quá nhiều quý vị, cho nên nó hơi bị khét chút đỉnh nhưng mà không sao. Nó vẫn còn ngon. Công nhận ốc này ăn ngon thiệt, có ngọt thấy ghê. Mời quý vị nha. Mời các bạn nha. Mời quý vị và các bạn. Trời thật rõ. Ốc bắt nướng còn gì rõ bằng. Ốc bắt trời. Quá ngon. Ngon không có chỗ chê luôn. Ốc bự cũng ngon mà ốc nhỏ cũng ngon. Ốc nhỏ nè quý vị, rớt cái mài ra ha. Đây. Mình chịu khó mình tháo cái trứng nữa kìa. Nóng. Đã. Ngọt quá ngọt. Ốc ngọt vậy ha. Quá ngon. Nãy biết hai cậu cháu đụng nhiều xíu nữa. Đụng có mấy con, mười mấy con đó quý vị chứ không phải mấy con đâu, mười mấy con á. Nhưng mà ngon quá. Mình nướng này nó hơi cháy xíu xíu nhưng mà nó cũng vẫn là ngon. Còn nước luôn nè các bạn. Còn nước quá ngon rồi. Sao ngon thế. Còn nước luôn ha. Lấy cái trứng nó ra đi. À, còn nước luôn. Gùm dữ hả? Nóng. Nóng hả? Nóng chứ phải gùm không? Quá ngon à. Để mọi người ơi. Mời các bạn nha. Đã hả? Đã. Quá đã quý vị. Hai cậu cháu bữa nay ăn cái món này công nhận ác thiệt. Mà cái món này là cũng như là đặc sản của mình vậy đó nghe quý vị. Thường thường lúc xưa là hay xớ đất cài lên nó nhiều lắm. Bây giờ là nó ít á. Sao mà cái công đất này nó lại có mấy con ốc màu vàng. Chứ lúc trước là dữ lắm luôn. Lục nón ra coi. Lục nón ra coi, ăn cho quý vị coi rồi. Quá đẹp rồi. Quá ngon quá đã luôn. Còn nước luôn nè các bạn. Còn nước luôn hả? Làm hoài trời. Còn nước luôn. Ngon lắm á. Đang con ở ngoài nữa nè. Đây con ốc mình mới nướng nó chín nè nha. Nó ốc nó chín nè. Nó còn mài nè nha.
nó còn mài nè, bắt đầu mình sẽ thử cái mài ra. Nó sẽ thụt vô trong rồi. Đây, sắn lấy cái mài ra nghe quý vị nè, ốc bươu vàng nó có cái trứng nó màu vàng nè. Đây nó có cái trứng nó màu vàng đây. Mình bỏ đi. Mình bỏ đi, mình chỉ ăn cái mặt đó thôi. Nhưng mà cái này nó ngon lắm, thịt gà không đổi luôn đó. Quá ngon. Quá chấm miếng luôn. Chấm miếng nữa. Nó vừa dai mà nó vừa ngọt, nó ngon hơn con dẻm rất là nhiều. Con dẻm không bằng nói nổi đâu, ngon lắm quý vị à. Ông mời à, ông mời ăn tương cho nên ổng không có ăn ốc được nha các bạn. Nóng. Ai nó cũng lỗ vô luôn à. Ngon, ngon lắm. Ủa, bự quá. Bự quá hả? Nha. Nha. Trời ơi, ngon. Nó đã ông nội luôn, nó đã. Thường thường hồi đó đó quý vị, mình còn nhỏ nhỏ như cháu mình đi vậy, đi chăn bò. Chăn bò ngoài đồng, cái táo mùa đó cài, hồi đó máy cài của Liên Xô, máy cài lớn đó quý vị. Nó cài lên cục nào cục đấy, cà bá, cà báo, rồi mình lỡ mình móc được cỡ 5 con ốc thôi là ăn là ngon bữa trưa, là dữ dằn luôn, không có gì bằng hết. Quá bự à. Quá bự luôn hả? Trời ơi. Trời ơi. Ủa hả? Thở. Cho không à, không có gì á. Trời ơi. Nhảy rơi xuống lâu luôn. Ừ. Có con ốc bự cháo nó sạch luôn rồi quý vị ơi. Nè mình con nè nha. Nè. Quá đã. Nói chung ra là mình lâu lâu mình ăn ốc lại nó ngon dữ lắm, ngon. Nè các bạn. Nước không đã. Còn gì để kêu bằng. Quá trời bự luôn. Ác cú màu. Đảo đi. Mà chú cháo mà bắt ốc cũng là còn gì đã bằng. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon quá. Ồ, đã. Ngon lắm à. Thôi khỏi nói rồi. Còn nhiều lắm các bạn. Nhìn ít nhưng còn nhiều. Còn mấy con không nhiều hết rồi. Quá ngon, không thể nào cưỡng lại được. Cắn vô một cái là nó phao mỏ liền quý vị ơi. Phao cái miệng mình lên. Rồi, ngọt luôn. Đã. Con bự, con bự. Ăn con bự với cháu một cái. Nãy nó mới ăn con bự, bây giờ mình ăn con bự. Con này mập nè. Đà bá luôn nè. Thấy không? Nó, nước nó nè. Nó, quý vị thấy nè. Ngon lắm. Nước quá, nước luôn. Nước. Nó con ốc bươu vàng này mình không biết có con đực con cái không biết, mà con nào cũng có trứng đó đó quý vị. À, chấm vô miếng nè, chấm vô miếng này nè nha. Ồ nó ngon không luôn. Nó. Bự nữa nè. Bự nữa hả? Cảm con coi. Không có gì đã bằng hết, nước nó nè, nước nó húp luôn. Ngọt. Ngọt đã gì đâu. Ốc này mình ăn hơi dơ xíu nha quý vị, nhưng mà nó ngon dữ dằn lắm. Nướng giữa hồn mình. Ngon. Lắm. Còn hết. Còn hả? Còn hả? Còn đâu được 2-3 con nè. Bắt quá. Ăn cho nóng cơm, bắt quá hả? Quả thật là bắt phải không? Bắt luôn không? Con này tự động nó chạy ra hết luôn nè. Ngon. Con ốc bươu vàng thì mình ăn, mình chịu khó mình bỏ trứng nha quý vị. Trứng của nó thì nói chung nó hơi độc. Nó nhưng mà quất luôn nguyên cái bụng luôn nè. À quý vị nhìn nè, rất ngon. Quá hả? Hai con nữa ha.
Còn hai con này là hai con cuối cùng ha, hai chú cháu mình ăn hai con này cuối cùng ha quý vị. Dạ. Ừ. Thì thôi video clip của mình bắt ốc đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo nha. Chào các bạn. Nhóm hữu kênh tôi người miền Tây. Nhớ đăng ký, share và cho mình một like. Yeah. Vô.